The police made a terrible mistake, thinking he died in that cave-in. John Rambo had scrambled out of much darker places in Nam. He was a machine of war. We made him that way. And that sheriff, those cops, they switched the machine on, and they didn't know how to turn it off. Yeah.
Go on! Go on, you crazy bastard! Kill me! Rambo! Rambo, don't do it! Listen to me, Rambo. You have no chance. The building's perimeter is covered. No exits. There are nearly 200 men out there and a lot of M16s. This mission is over, Rambo. Do you understand me? This mission is over! Colonel Troutman blamed himself for what Rambo did to the cops in Washington. But it was Rambo who went to jail, so Troutman pulled strings. John, I'm sorry they sent you to such a hellhole. I've seen worse. Yeah, you have, haven't you? John, I told you that I'd help you when I could. The covert operation's being geared up in the Far East. Your name was dug out by the computer as one of three most able to complete the mission. Mission? Recon for POWs in Nam. Prison camp you escaped from at 71's a target area. Nobody knows that terrain better than you do. The risk factor's very high. You'd be temporarily reinstated in the forces, and if the mission's successful, there may be a presidential pardon. You interested? Yeah. Long trip just for empty camp, Rambo. Camp empty, you see? Look. Go closer. But your orders, what about them? No more orders, Cole. Mãi giờ mới được hút điếu thuốc. Mẹ bị kẹt ở đây vài giờ. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng có thằng nào đến đây bao giờ cả. Ở đây thậm chí chẳng có thằng nào để bắn. Tại sao tao chẳng bao giờ may mắn với con điếm nào cả? Vài giờ, tôi ghét phải chờ đợi, giá có thêm nhiều hành động. Quan sát và cảnh giác mày ạ. Ở đây thậm chí chẳng có ai để mà chửi bới. Đi ra ngoài tuần tra. Đợi tí, cái gì đấy? Thank you.
tao chẳng bao giờ may mắn với con điếm nào cả. Chẳng có thằng nào đến đây bao giờ cả. Mày có nhìn thấy con điếm ở với thằng sĩ quan kia không? Chẳng có chuyện gì xảy ra. Quan sát và cảnh giác mày ạ. Đi ra ngoài tuần tra. Thế cái gì đấy? Chẳng có chuyện gì xảy ra. Thôi đừng có phàn nàn lúc đi tuần tra. Tớ ghét phải chờ đợi. Giá có thêm nhiều hành động. Đợi tí, cái gì đấy? Ban! Kill those all!